Bữa nay thì Di lên trên nhà của Dân Xanh chơi với bà cô chú. Dân mẹ sẽ chở hai mẹ con đi chơi. Nãy giờ lên ghé cái chỗ đánh mặt chuột của mẹ của Dân Huệ. Bây giờ là sẽ đi chơi. Đi chơi xong rồi tối về nhà của Dân Huệ ở bên kia để ngủ. Sao thế mà chờ lại à? Ừ, quán siêu quả. À. Bên đây nè, ở đây ngồi với anh Út nè. Chị hai, anh ba, anh Út. Thế gì? Chả là gì không? Chị xong đây nè. Bây giờ gửi nè, có cái nhân dấu nè. Chơi gì lọ? Ê, cái nông ư. Cái nữ, cái nữ hỏi thảo yếu yên nè. Cái này cái nè xin. 是不是老母奶奶 ăn kem, giờ này giờ ăn kem, bé sòi ăn kem ở trên thì có dâu thì sẽ xin mọi viên chi điện nè. Cái này á là năng kem ở trên có bánh Oreo. Di cũng vậy mà nhiều quá không có ăn hết cái đó, cái sớt qua trời nhân thành cho bộ ảnh chia sẻ mem bà. Ở đằng trước có mua gà rán nữa, đi lại lấy gà rán cho bé xoài. Giờ này là 8 giờ mấy tối rồi đó bà cô chú. Mấy cửa tiệm bắt đầu đóng cửa rồi. Thưa người vậy đó. Nhân Huệ nó mua cái này nè bà cô chú. Đi qua anh tua hả? Cái này một dạng 7 mấy. Cái này là mua chuẩn bị đám cưới không bà cô chú? Đám cưới thì được mua 5 món vàng. Nhân Huệ nói tùy theo điều kiện. Nếu như mà có nhiều thì mua nhiều, có ít thì mua vàng ít lại chút xíu. Nhưng mà cũng mua đủ 5 món vậy á. Nãy giờ đi mua nè. Một vàng 7 mấy. Hồi đợt ra mắt thì có cho dây chuyền rồi với đeo bông rồi, giờ mua thêm cái này, giờ bữa mua thêm hai món nữa. Cái tay của Di quá ốm luôn mà cô chú, đeo mấy cái này đâu có được đâu, đeo lên cái nó muốn tới trên đây luôn. Tay xấu, đeo gì cũng xấu, quá nhỏ, nó tụt lú. Này tròn tròn á, đeo mới đẹp. Dân Xanh thì dắt bé sòi đi lên trên nhà trước rồi. Giờ còn hai thím cháu, cái này là anh ba của Dân Xanh nè. Hai thím cháu đi mua ít trái cây để một hồi lên ăn. Không ăn? Chị xưa con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Nó thì năm nay 17 tuổi rồi ông bà cô chú ơi. Nó bằng tuổi với em trai của Di luôn á. Nhà có ba chị em, Dân Huệ 20, về tới Chắc Lâm. Chắc Lâm là 17 rồi, Dân Xanh là Út 13. Dân Huệ với bạn trai đi rước ông chú ở bên bạn trai Dân Huệ đưa về quê rồi. Giờ ở nhà có ba thím cháu. Ngồi Dân Huệ mới về nhà. Nhà thì ở trong khu trong này. Nhà thì ở trên lầu 8 luôn bà cô chú ơi. Đi xuống thì không mà. Đi lên thở không nổi. Nãy giờ mới đi lên được mới có lầu 7, còn lầu nữa mới tới.
cái này mà mới vừa đi xuống quên đồ, cái đi lên lấy nữa cái chắc mệt đứt hơi nằm chỗ luôn. Đấy. Chưa sao lấy. Hai anh em đi đâu mất tiêu rồi. Đi vô phòng hay gì đóng cửa rồi. Trời. Ê. Hai anh em ở trong. Mà. Đi chào đó hả? Mẹ ơi. Hồi nãy mua hết như trái cây đi là 112 tệ ông bà cô chú. Lộn xộn. Thì có xoài, trái giải, mua cái ít là không có nhiều. Nãy chắc Lâm nó mua cái bánh bánh ghép sầu riêng. Bánh ghép sầu riêng cam. Còn cái này nè ông bà cô chú, hồi nãy tới mua có một bọc đem về để nấu ăn à. Cái xong chị chủ tiệm này còn có 4 bọc, em lấy luôn đi bán cho em 4 bọc 10 tệ. Ừ mẹ cho con đó. Một bọc nhiều lắm bà cô chú ơi. Một chắc cỡ nửa ký. Mà khoai vẫn còn tươi ngon, để giờ đem hấp lên thử coi ăn ngon không. Ý chắc Lâm nó có mua. Quay Việt Quốc nữa. Đưa 2 hộp. Anh có mua này cho con nè xoài. Con khẩu ăn cái đó. Vậy con ăn cái nào? Ăn. Con ăn cái nào? À con trái giải đúng không? Để đi rửa cho con ăn nghe. Dạ. Đem rửa, rửa rồi đem đi hấp. Khoai này cũng được, chứ không có lừa cũ quá. Còn 4 bịch kia chị bán rẻ rồi. Mua luôn. Ở dưới nhà ở đây nè bà cô chú, đi lên lần nào cũng vậy nha. Ăn xong á là dân xanh nó sẽ lau bàn rửa chén, nhiệm vụ của nó. Và đi gương rác đi đổ nữa chứ. Con mà ô mà cô chú ăn miếng ngon. Muốn ngon. Có biết chai đó là chai gì không thôi? Muốn ngon, chứ cái gì cho chồng muốn ngon. Đó là gì à? Đây là mảnh tùa chứ đó. Mảnh tùa chứ ta giang ngộ. Giang ngộ. Nên nó chai xoài giống nó. Thì nó tên xoài mà. Nhi chứ đã. Dạ. Nhi chứ đã. Ủa đây anh ấy. Đang chứ. Anh lại chứ sao. Chị đã xưa đi. Chuyển sang. Cái này ngọt. Xoài ngọt. Cái này không chua. Ừ cái này không chua ngọt. Tối nay thì hai mẹ con Di sẽ ngủ lại đây. Cái phòng này là của mẹ của Văn Xanh không bà cô chú, nhưng mà mẹ của Văn Xanh ngủ ở chỗ đánh mặt trượt rồi không có về. Cái phòng này có máy lạnh. Phòng của Văn Xanh không có, nên là nó chảy ở dưới đây nè. Hồi hai anh em nó ngủ ở dưới đây, còn hồi hai mẹ con Di ngủ ở trên đó. Giờ này ngủ mới sáng nó đi học nữa. Nó xoài ngủ với mẹ hay ngủ với anh? Ngủ với mẹ. Rồi ngủ với mẹ thì đi lên. Tăng thở. Ừ. Đem lên. Tăng thở bỏ. Như bình thường mà Di không có lại đây không bà cô chú, thì Văn Xanh nó ngủ ở đây. Tại vì mẹ nó giờ không có ở đây nữa. Mẹ nó thì ở cái chỗ đó mặt trượt rồi. Rồi con nằm bên nào? Con nằm bên thế này. Rồi. Rồi con chúc ông bà cô chú ngủ ngon thì con ngủ. Con chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Chị dẫn cho con đi mua khoai tây.
Con thích ăn khoai tây à? Sáng ra thì 6 giờ mấy Giang Sanh nó đi học rồi, chắc Lâm cũng đi luôn. Ở nhà lại còn mấy thím cháu à. Hồi đi ra ngoài mua ít đồ về nấu gì ăn, thì xong ấy chiều đi về nhà dưới quê. Rồi bữa mua khoai tây con ha. Không phải ăn khoai tây. Đây là trong khu nhà của Dân Xanh đang ở bà cô chú. Cái khu này chung cư cũ thì toàn là thang bộ thôi. Thì gần tới mùng 5 tháng 5 rồi nè. Cửa sổ nhà người ta dắt cái cây ngải cứu nhóc hết trơn, dắt ngoài cửa sổ. Quay xa quá ông bà cô chú không thấy. Rồi đi. Giờ đi chợ. Đi chợ mua khoai tây. Đi chợ mua đồ về nấu ăn. Rồi chiều đi về nhà. Để nấu ăn mua khoai tây nữa. Biết rồi, không có quên đâu. Bữa nay thì Di sẽ ăn cơm ở đây thêm một bữa nữa bà cô chú ơi. Hồi nãy giờ là anh lù cái nồi thịt bò ở trong đây trong vòng 3 tiếng, bây giờ tắt bếp rồi. Ở trong cái nồi nước này á thì có bỏ mấy cái củ sen gừng với hai túi thảo mộc, trong đây đầy đủ cái loại thảo mộc luôn. Nó ra cái nước hết biết ngon. Cái nước này một hồi nấu bún ăn ngon lắm. Còn cái phần thịt là vớt ra rồi không bà cô chú. Phần thịt thì ở bên đây. Đây. Cái thịt này á đã nấu trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi. Nó chín rồi đó. Đây. Cái này á thì thường lù xong rồi cái để gì đó, rồi thái lát mỏng ra để xào chung với ớt nè. Rồi củ cải đỏ hoặc là mấy cái món gì á xào thì bỏ vô ăn cho nó ngon. Không thôi á thì ăn bún. Ăn bún rồi sắc lát lát vô. Cái mùi nó rất là thơm ngon lắm luôn. Lâu lâu á vậy thì anh sẽ làm một lần rồi bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Cơm với thịt. Phải không bà ngoại ăn cơm chưa? Bắt mèo không? Bắt mèo để coi. Mẹ yếu, nó đứng luôn vậy không thấy cha, nó nói nhìn không thấy. Mẹ yếu đứng máy luôn. Không thấy, mẹ đâu mẹ tắt camera mẹ mở lại có không sao nó đứng luôn rồi. Rồi mẹ mở lên. Nó cũng vậy nữa, để con tắt rồi con điện lại. Bắt không? Bắt mèo không? Bắt không mẹ gửi ra cho. Không chịu. Đổi thỏ. Ông ngoại cho con mèo, con cho ông thỏ, ông ngoại cho không? Con thỏ. Ông ngoại cho con mèo rồi con cho ông ngoại con thỏ. Không chịu. Nó con không chịu. Nói với ông ngoại đi, con không đổi đâu. Đổi con thỏ không chịu hả? Ba mua cho tao à. Ba mua cho con hả? Thì ba mua đi cho con nuôi đi. Tại ông ngoại nói vậy đó. Ông ngoại chọc mà. Ông ngoại chọc con đó. Con thỏ con sò giờ bự dữ lắm luôn. Ba chọc á luôn. Ba chọc á luôn hả? Con thấy không?
Bự quá lớn. Không phải. Ai đọc? Nhỏ xíu. Chị nghĩ sao? Nhỏ xíu. Nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu hả? Nhỏ xíu hả? Cho mọi chà bá đâu. Trời tắm chưa? Ừ. Chưa nữa. Đâu phải ở nhà đâu mà tắm. Đâu phải. Giờ này ở nhà mẹ mà. Cái này đang ở nhà ai? Ở nhà mẹ nha. Ừ, đang ở nhà bác. Đang ở nhà bác, đâu phải ở nhà mẹ đâu mà tắm. À, mẹ hả? Ở nhà ai? Ở nhà bác. Bác gái. Nhà bác hả? Bác gái. Giỏi. Tôi bố con nói chuyện với mẹ là con nói tiếng gì? Ờ, con nói chuyện với bà nội nói tiếng gì? Tiếng Trung. Nghe không? Tiếng Trung. Nói với mẹ nói tiếng Việt, nói với bà nội nói tiếng Trung. Giỏi. Mẹ nói với bà ngoại tiếng gì? Nói với bà ngoại tiếng gì? Tiếng Việt. Dạ sợi con cao lớn rồi con sao con nói cho bà ngoại nghe. Con cao lớn con đi làm rồi sao? Con đang nhớ người đi làm. Mua vé cho mẹ, mua tài cho mẹ, mua tặng cho mẹ nữa. Ấy. Mua quá trời luôn. Có mua cho bà ngoại không? Có mua cho bà ngoại không? Suy nghĩ rồi. Mua cho bà ngoại. Nó suy nghĩ vậy. Chắc không rồi đó, suy nghĩ vậy là chắc không mua cho ngoại. Con mua quên nấu chân. Con không có tiền sao mua được. Ôi mẹ nghe không, quên nhóc hết trơn không có tiền sao mua được. Ôi mấy bài lớn đây à, cái kìa. Muốn có nhiều tiền là phải học thiệt giỏi. Học thiệt giỏi thì sau này đi làm mới có nhiều tiền, biết không? Dạ biết. Dạ biết, tôi biết. Bởi vì nhiều khi trả lời mấy câu hết hồn thì chết. Tiền sao muốn? Ở đây mạng yếu à. Nào về điện nữa nha. Bye bye đi, bye bye bà ngoại đi. Hùng cái, hùng cái. Tắt nha mẹ, mạng đứng luôn rồi. Nào về điện. Con tắt nha. Tắt đi rồi, mạng yếu quá. Nào về điện bà ngoại nữa. Rồi bấm vào nút đỏ này tắt, con tắt nha. One, two, three, four. Này vậy.